bên nhà của Black Cat lúc đó là Minh Phúc, rồi Minh Phúc đánh bass, rồi Ngọc Tùng solo, Tuấn Ngọc đàn, là đi theo chơi mà lúc đến chỗ Nguyễn Ngọc có thấy ban nhạc Blue Star chơi, thấy mấy cô Blue Star xinh quá, cái mình đứng mình nhìn cười cười thì anh Minh Phúc anh ra anh kêu liền, anh hỏi giấy, vâng. Có chứ, vâng. Hôm nay xin hát bài Lioness di Kilimanjaro, tức là cũng là bài có ý là tiễn người sắp ra đi. Tiếng hát của anh Lưu Thế Vũ và thưa quý vị.